Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip như thường lệ, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh em Nguyễn Quang Trung, anh em Nguyễn Bá Hưng, anh em Phạm Ánh Dương, anh em Nguyễn Văn Tuấn, anh em Dương Vũ, anh em Tuấn Sama, anh em Công Huy và cuối cùng là anh em Nguyễn Hùng. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Và tôi cũng xin chào mừng sự quay trở lại của anh em Nguyễn Quang Trung. Anh em Nguyễn Quang Trung tôi thấy là có đăng ký hội viên trở lại thì chứng tỏ là anh em Nguyễn Quang Trung có vẻ như đã quay trở lại chơi Auto Chess. Anh em Nguyễn Quang Trung thì một thời gian là anh em không chơi cái bộ môn này. Tôi thấy là anh em nghỉ một thời gian và bây giờ tôi thấy quay trở lại. Thế anh em tranh thủ quay trở lại, anh em cày view cho kênh Game Today nhá. Đội ơn anh em luôn. Dạo này kênh Game Today là view thấp lắm anh em ạ. Đang rất là lản đây. Đấy, nếu mà anh em nào có lòng có tâm thì anh em có thể cày view giúp tôi. Chứ còn dạo này tôi nhìn vào cái số view cũng như là cái thu nhập mà kênh đem lại, tôi bắt đầu thấy lản dần rồi đấy anh em ạ. Xin được chia sẻ một chút nho nhỏ cái sự lo lắng của tôi dành cho kênh Game Today. Dã man thật sự. Càng làm càng tụt view, thế mới gọi là chán. Không biết là do cái nội dung nó kém đi hay là do anh em không chơi cái con game này nữa. Đấy, nếu mà nội dung nó kém đi thì tôi sẽ cố gắng là hoàn thiện nội dung hơn. Đấy, và anh em, nếu mà anh em thấy là nó chưa được ở chỗ nào hay anh em chưa thích chỗ nào thì có thể là chúng ta cùng cùng nhau bàn luận để sửa lại. Đấy, để tôi cố gắng là tôi làm nào để cho kênh nó hoàn thiện hơn, nó lại hấp dẫn hơn như ngày trước. Chứ còn đợt này không biết là do là YouTube bóp tương tác này, đấy, hay là do nội dung tôi làm chán đi này, hay là do là không có ai quan tâm đến cái thể loại này nữa. Nhưng mà nếu mà cái quan trọng này là tôi cũng xin chia sẻ cho anh em, đấy là nếu mà không ai quan tâm đến cái thể loại này nữa ấy, thì đó chính là cái lúc mà tôi nghỉ. Tôi khẳng định với anh em luôn. Ủa, gấu Savan à? Được đấy. Đầu game thì cũng chưa có ba hunter đâu. Đấy, nhưng mà ra gấu Saman. Mà trận này nhá, nó lại có cái con mèo anh em ạ. Đấy, con mèo 5 tiền. Được. Cái này thì có thể là chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc là chúng ta chơi Saman. Nếu mà giả sử nhưng mà không có hunter. Đấy, mà kể cả có hunter thì tôi cũng chơi Saman. Bởi vì là trận này Saman khỏe đấy anh em ạ. 6 Saman là một cái gì đấy nó rất khỏe nha anh em nhé. Khi mà chúng ta ra được cái con gấu Saman ấy, mà trong cái bộ truyền thuyết là có con mèo Saman, thì không cái tội gì mà chơi không chơi 6 Saman cả. Đấy, khẳng định với anh em luôn. 6 Saman nó là chân ải đấy. Một cái bộ rất mạnh luôn. cái round này có thắng được không? Một mình con này solo là 2 con. Được. Khỏe. Mèo này 2 sao à? Mà dù là chưa có bộ Hunter nhưng mà nó vẫn cứ là đánh to, nó đam to. Đây rồi, ba Hunter đây rồi, quá tuyệt vời. Cứ kẹp gấu vào anh em ạ, câu gấu một chút. Biết đâu lại câu được ra cái con gấu Saman hay con gấu mết thì cũng ok, chuyển bài. Đấy, nhưng mà đồ tôi có vẻ như tôi lấy hơi sai rồi. Tôi đã chọn những cái đồ đánh tay để tôi chơi Hunter đấy. Bởi vì là lúc đầu không có ai nghĩ là nó ra gấu Saman cả. Đó. Lúc đầu thì tôi dự tính là trong cái trận đấu này có máy bay này, có Tsunami. Kiểu gì cũng kẹp được lùn. Đấy, kiểu gì cũng kẹp được chơi Hunter kẹp lùn rồi có cả con quan trọng hơn này là có một cái con, nó chính là cái con Light Spirit. Đó. Con Light Spirit kết hợp với cả Tsunami combo cực kỳ mạnh luôn. Con gấu đà nó lăn liên tục. Quá tuyệt vời. Đấy là chính là lý do tại làm sao. Ôi rồi ôi anh em ơi, chưa kịp nói hết câu lại ra con con gấu Saman nữa. Khả năng chơi Saman rồi. Được đấy. Không thể tin được. Một con nữa lên 2 sao. Hay là một quả trứng nữa thôi, tôi sẽ sẵn sàng tôi đập cái quả trứng đấy cho con gấu Saman luôn. Sau đó chúng ta sẽ giữ chuỗi. Được đấy nhỉ. Dấu hiệu chơi Saman này rồi. Ra một con gấu mết nữa thì perfect 10 điểm. Còn nếu mà không ra thì tôi cũng không sao, bởi vì tôi cũng sẽ chơi Saman anh em nhá. Tôi cũng vẫn sẽ chơi Saman rồi anh em. Ra hai con rồi, ra hai con gấu rồi. Hai con gấu là đủ.
Tí nữa kiếm đơn giản là kiếm cái con mèo thôi, chứ còn cũng chả cần gấu 2 sao làm gì cả. Nói thật với anh em là chỉ cần ra một con gấu Saman thôi là chúng ta đã có cái dấu hiệu là rõ ràng lắm rồi, là chơi cái bộ Saman rồi. 4 Saman thì không nói làm gì nhá, nhưng mà 6 Saman thì nó cực kỳ mạnh luôn. Cái bộ mà nó khó chơi ấy, nó khó để xây dựng thì lúc nào nó cũng mạnh. Nó là cái sự đánh đổi. Muốn chơi được cái bộ này chúng ta phải đánh đổi rất nhiều. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải bỏ gấu vào mất slot để câu ra con gấu Saman. Hoặc chúng ta nếu mà chúng ta không bài mà không mạnh thì thậm chí là chúng ta phải eco để chúng ta câu ra cái con gấu Saman. Và nó hên xui, ra thì không sao ấy, nhưng mà không ra ấy, thì chết. Đấy, không ra thì xuống hố. Khó. Nên là nhiều khi là để mà đánh chuỗi thắng xong rồi kẹp gấu là mất tốn mất slot ấy. Nhưng mà nếu mà ra thì là ok, nếu mà ra như này thì ok rồi. Đấy, còn nếu không ra thì rõ ràng là việc là tốn mất một cái slot cho cái con gấu đù thì nó rất là yếu luôn trong cái đội hình, tự nhiên mất một slot. Đây là cái dấu hiệu mà khi mà đã ra gấu Saman là chắc chắn là tôi sẽ chơi Saman. Ok, chỉ là xây dựng như nào cho luột là thôi. Giờ chúng ta chuyển như nào cho luột nhất có thể, vẫn giữ được chuỗi mà chuyển sang Saman một cách luột nhất, không phải chuyển quá vội, chuyển một cách từ từ, làm nào tận dụng tài nguyên ở trong game ấy. Bây giờ cứ cho cái con gì mà ngon ngon là chúng ta kết hợp vào, sau đó đi up dần lên cấp. Đấy, có thể là chúng ta chuyển sớm nếu mà đủ Saman, còn nếu mà không đủ Saman sớm thì chúng ta có thể chuyển muộn. Làm nào để có thể là cân bằng được cái việc chuyển và cái việc là giữ cái chuỗi này. Đấy, rất có thể là chúng ta không ra đủ 4 Saman sớm thì tôi sẽ quyết định là lên tận 9, lên tận 10 tôi mới chuyển cơ. Đấy, tôi vẫn có thể là tôi chơi Hunter nha anh em nhá. Cái đấy phụ thuộc vào việc là bài ra nào chúng ta tận dụng thôi. Quả này cắt chuỗi thằng này thì ngon luôn này. Quá tuyệt vời anh em ạ. Tôi nhìn là tôi biết là cắt chuỗi rồi, không cần nói nhiều. Ok, đừng mà thua nhá. Làm sao mà thua được, tách đội hình ra rồi. Rồi, ok. Vừa có chuỗi lại vừa cắt chuỗi của đối thủ. Lại ra một con gấu nữa. Lần này nó là cái con gấu gì nhỉ? Con này bây giờ gọi là gấu gì? Ngày trước thì gọi là gấu tổ, bây giờ giảm xuống 3 tiền, nó chả biết gọi là gấu gì. Bởi vì cái con gấu này nó cũng khá là yếu. Nó cũng không phải tổ lắm. Dạng gấu tổ ngày xưa ngoi lên ngụp xuống liên tục không bao giờ hết ấy, thì nó mới gọi là gấu tổ. Chứ còn gấu này đánh một lúc thời gian là yếu. Con này vào thì mạnh nhưng mà đánh một lúc thì yếu. Rồi này, xem nào. Tiếp theo round 11 chúng ta sẽ gặp ai? Gặp cái thằng người Nga anh em ạ. Gặp người Nga cũng câu gấu ra gấu Saman ấy, khả năng cũng chơi Saman. Bây giờ Hunter nó mạnh nên là tôi nghĩ là tôi sẽ xây dựng sang cái bộ 6 Hunter sớm. Đấy, 6 Hunter nếu mà ra thì chúng ta sẽ tiếp tục mua những con Hunter thôi anh em. Làm nào để giữ chuỗi. Đây rồi, ok. Tôi vẫn giữ những cái con ở Hunter ở trong cái kho tướng mở rộng. Đấy, con dài cá tôi vẫn giữ để có thể là mua vào đủ 6 Hunter, sau đó chúng ta đánh những chuỗi thắng. Đồ này chắc là tôi lấy đồ cho gấu luôn anh em ạ. Đang có một quả trứng ở đây rồi, chắc là tôi đập trứng cho gấu đó. Ok. Được chưa? Như này là ok không? Theo anh em như này cũng ok không? Áo, quên mất. Thế này đủ 6 Hunter rồi. Đủ 6 Hunter rồi. Round sau cho vào nha anh em nhé. Nhưng mà tôi nghĩ là round này tôi vẫn thắng thôi. Con gấu của tôi up lên 2 sao rồi. Nó rất là khỏe. Con gấu Sama này thực sự rất khỏe đấy. Ok. Rồi. Đủ 6 Hunter anh em nhé. Có lẽ là chúng ta cho 6 Hunter vào ạ. Bỏ gấu ra. 6 Hunter là vẫn cực kỳ uy tín. Rồi. Đánh ở level 7 là đủ rồi.
6 Hunter kẹp với cả gấu đá. Ok không? Gấu đá tăng cơ phía trên. Khi mà chúng ta lên 8 thì tôi nghĩ là tôi sẽ lấy cái gì nhỉ? Cái Saman vào luôn anh em ạ. Tức là kẹp hai Saman và kẹp đỏ đấy. Ui đằng này có thua không? Không bạn ơi, ui dồi. Bằng một cái Weebu thần kỳ nào đấy mà tôi lại phải giữ cái chuỗi. Dã man. Rất là ok luôn. Cái quả vừa rồi ấy là cũng là mạnh dạn là chuyển sang 6 Hunter cho xong rồi quả suýt mất chuỗi xong rồi lại một cách Weebu thần kỳ đấy. Chúng ta vẫn giữ cái chuỗi này quá dã man luôn anh em ạ. Ok đấy chứ. Lên 8 nếu mà không có 4 Saman thì chúng ta sẽ kẹp đỏ và 2 Saman. Đấy. Thế là tôi bán mấy con gấu đi thôi. Rất là ok trận này. Thì Mesh Saman hay là cái gì Saman nhỉ? Tôi nghĩ là Mesh Saman thôi. Mesh Saman thôi anh em. Ui mày thế. Mày thế vẫn tung được trưởng anh em ạ. Lại một cách Weebu thần kỳ nào đấy mà tôi ăn được cái nhà này. Ui nhà này mạnh vãi đái luôn. Full 2 sao Hunter, súng 2, thỏ 2 vẫn ăn được. Vãi đái thật. Gấu gánh thật sự luôn đấy anh em ạ. Tôi bị cái con Tabu Witcher nó bớ vào tới tận răng rồi. Nếu nó dí dao vào tận mồm rồi mà cuối cùng là vẫn phọt được cái trưởng ra. Thế là hai lướt. May thật sự đấy anh em ạ. Thề. Rồi. May quá nhở. Vẫn giữ được chuỗi luôn. Ok. Thế bây giờ thì thôi thì cứ thế thôi. Đến round 16 thì chúng ta lại up cấp lên 8. Dí thêm hai đỏ vào. Đấy, bây giờ tạm thời thì Hunter nó vẫn đang gánh tôi đấy, bộ Hunter. Trận này thì tôi nghĩ là nó sẽ vẫn là Mid Saman thôi anh em ạ, Mid Saman thôi, chứ còn không chơi ui, vừa vẫn mất chuyện ra này không? Không không không. Ui, hai lần úp. Thôi chết mẹ, lần này thì mất thật rồi anh em ạ. Lần này thì mất thật rồi. Đen nhỉ. Lần này thì quá đen. Ra 14 rồi mà không tha cho. Ui dã man hai quả trứng. Ra 14 rồi mà vẫn không tha cho tôi. Để cho tôi lốt một round. Hơi cay. Ok. Mid Saman tôi thấy là nếu mà truyền thuyết mà có ngộ không thì chúng ta mới lên chơi là Metalis Saman. Bộ Saman thì tôi nghĩ là chỉ kẹp hai cái bộ đấy thôi. Chứ còn những cái bộ khác thì nó cũng không mạnh lắm. Một là Metalis 6 Saman. Chúng ta đánh ở level 10 hơi khó. Còn cái bộ Mid thì chúng ta chỉ cần đánh ở level 9 thôi là được rồi. Level 9 nó đủ bộ 3 Mid 6 Saman rồi. Bộ Mid dễ chơi hơn. Đây, nhẫn phép thuật. Mà hiện tại vẫn chưa ra con Mid nào. Hiện tại tôi vẫn chưa ra được bất cứ một cái con Mid nào cả. Ok, tôi có trứng đấy nhưng mà tôi không lập cho súng đâu anh em. Nó lên thì lên, không lên thì thôi. Cái tầm này bây giờ súng lên được thì giữ máu được một lúc. Còn không thì thôi, chúng ta tí nữa chúng ta chuyển ngay bây giờ mà. Lên 9 là tôi chuyển rồi. Đấy, cái bộ 6 Saman chúng ta có cái kỳ cốt lõi đấy chính là cái con gấu Saman rồi. 6 Saman khó nhất là ra con gấu thôi. Nếu mà không ra con gấu ấy mà muốn chơi 6 Saman là bắt buộc là chúng ta sẽ phải chơi Wizard. Mà Wizard phải chơi ở level 10. Nó mới đủ bộ 3 mét kết hợp với 6 Saman. Đấy. Đánh ở tận level 10 khó chơi. Nhưng mà ra gấu thì dễ chơi hơn rất nhiều. Đánh ở level 9 đủ rồi. Lên level 10 kẹp thêm một cái cọc nữa, quá tuyệt vời luôn. Mà trong cái con game này nó có một cái sự nó gọi là gì, nó gọi là cân bằng ấy. Cái sự đánh đổi khi mà anh em chơi những cái bộ khó build thì nó sẽ rất mạnh dạng lết game. Nhưng cái bộ 6 Saman là cái bộ rất khó. Bởi vì phải ra, bắt buộc phải ra con gấu. Đấy. Hoặc là phải chơi ở level 10.
nó rất khó. Thế nên là khi mà lên được thì nó rất mạnh, phải khẳng định anh em luôn. 6 Saman bây giờ, thậm chí là ngày trước ấy, nó sợ Warlock, bây giờ không sợ đâu. Đây rồi, úi dồi ôi, đủ bộ rồi anh em ạ. Nếu mà đủ bộ rồi thì có lên chơi luôn không, khi mà con gấu này nó đang gánh. Con gấu này nó đang gánh anh em ạ. Bây giờ chơi luôn thì co sẽ là con gì? Co sẽ là con thỏ. Ok, 4 Saman thì cũng mạnh. Bây giờ bộ Saman nó cũng tương đối mạnh. Thậm chí là đây tôi có một con gấu này. Ok, chả cần chơi súng nữa. Đủ rồi. Cho hai con tăng cơ phía trên. Hai con tăng cơ phía trên. Trên này có bọn gì đây? Warlock à? Phải không? Warlock người nước á? Warlock người nước thì cũng giống như Warlock kết hợp với con du xoay, là phải đánh ở level 10. Rất khó chơi. Thế mà nó ăn được tôi này. Tôi đủ 4 Saman rồi, nhưng mà chưa có con mết nào cả, nên là khá là yếu. Ơ kìa. Con gấu vả chết ạ. Trời. À đây rồi, trời ơi, bảo không ra mết, ra mết luôn. Thôi, thế thì giải tán với cái con Hunter thôi anh em. Ủa nó. Ok chưa. Rồi, tôi áp dần đến 9 thôi anh em ạ. Bộ này nhá, thậm chí là nếu mà ngon nghẻ chơi được cả level 10 luôn. Đấy, đồ bây giờ đổi lại chơi mết. Meta rất hay luôn. Không hiểu tại sao sang meta mới này hay đến như thế mà lại các anh em lại bỏ game, hay là các anh em không xem. Tớ cũng không hiểu. Tôi cũng cái việc mà kênh của tôi nó giảm view ấy, thực sự là tôi cũng rất là lăn tăn nhá. Tôi suy nghĩ một cách rất là nghiêm túc về cái việc là kênh nó có cái vấn đề gì, do cái chất lượng của mình làm không hay hay không. Sau đó tôi tìm hiểu chung xem là các kênh khác thế nào, thì tôi thấy các kênh khác cũng giảm. Tuy nhiên là cái kênh của tôi, cái mức độ giảm nó khá nhiều so với kênh khác, nên là tôi cũng nghĩ là một phần cũng là do chất lượng. Có thể chất lượng đã giảm đi. Đấy, nhưng mà tôi không biết là cái chất lượng giảm đi này là nó là về cái kiểu gì. Có thể là dạo gần đây đánh nó có vẻ là hơi nhiều về meta, nên là không chơi độc dị lạ nhiều. Đấy, tôi nghĩ là như thế. Đấy, trước hay quả độc dị lạ. Nó lạ khiến cho anh em xem nhiều hơn. Bây giờ cái tàu này chơi khá là chơi kiểu leo rank, chơi kiểu khá là try hard. Đấy, vẫn xoay bài, vẫn hay. Vẫn có những cái trận đấu siêu phẩm xoay bài, nhưng mà cảm giác là nó không hấp dẫn được như là những cái trận đấu mà kiểu độc dị lạ, kiểu dồn cho một đô thì phải. Có vẻ là như thế thì phải. Đấy là tôi chỉ suy nghĩ thôi nhá, chứ còn không biết là có phải thế không. Đấy, nếu mà như thế thì anh em có thể là comment để tôi sẵn sàng là những cái clip sau tôi sẽ có cái sự thay đổi. Đấy, còn nếu mà nó lý do lắm là vì không có ai quan tâm nữa thì khả năng rất khó để có thể thay đổi. Thực ra cái sự mà mất view đi hay là các thứ thì tôi nghĩ là tôi cũng có một cái suy nghĩ là như này, và bây giờ đến bây giờ tôi mới có thể chia sẻ cho anh em. Anh em cũng biết là cái kênh Hama ấy đã từ rất lâu rồi, khoảng 5-6 tháng nay là đã bỏ cái bộ môn auto chat đấy. Và kênh Hama ngày trước và kênh tôi ấy là một trong hai kênh lớn nhất ở trong cái chủ đề này, đúng không anh em? Đó, thì nhân tiện hôm nay tôi chia sẻ về cái vấn đề về cái con game này và cái khả năng làm YouTube của nó, thì tôi cũng xin chia sẻ cho anh em thật lòng. Đấy là ngày trước ấy, mặc dù là kênh Hama ấy cũng là một kênh lớn đấy,
Và theo rất nhiều anh em nói đó là kênh đối thủ của tôi, nhưng mà thực sự ấy, là tôi cũng chưa giờ coi Hama đối thủ cả. Đấy. Hai kênh thì chửi nhau chí chóe suốt ngày. Tôi công nhận với anh em là cái điều đấy. Nhưng mà chửi nhau ấy, hai kênh suốt ngày chửi nhau ấy, thì thực ra tôi cũng phải xin chia sẻ thật lòng với anh em luôn, là lúc đấy cái sự chửi nhau đấy nó lại tăng view dã man. Nó như kiểu là khi mà chúng ta có một cái thế lực đối lập ấy, chúng ta có một đối thủ ấy ở trên cái chiến trường ấy, trên một cái nó gọi là cái gì nhỉ, một cái lĩnh vực của chúng ta ấy, tôi cũng không biết chia sẻ với anh em như nào, nhưng mà nó tạo lên một cái sự hấp dẫn đấy, khi mà chúng ta có một cái người đối lập. Tôi nói thật với anh em, bây giờ cộng đồng auto chat bây giờ đoàn kết lắm, bây giờ thực ra là chơi với nhau hết, chả có ông nào chửi nhau ông nào cả đấy. nó không thể tạo một cái drama lớn để có thể là nó thu hút cộng đồng, nó thu hút view được. Tôi nói thật với anh em là nó phải có drama thì nó mới thu hút view đấy. Còn nếu mà cứ đều kiểu anh em lắm tay nhau cùng tiến thì thực sự là nó khá là khó đấy. Như ngày trước ấy, là tại làm sao mà hai kênh nó lại khá nhiều view, bởi vì là hai bên là suốt ngày nói nhau thì viewer thường là hay hóng kênh này kênh kia để xem mà nó có nói gì không. Ra lên 2 rồi, quá tuyệt vời luôn. Được đấy, thế là cuối cùng là tôi không phải đập trứng cho con già. Ok, trận này vớ vẩn là từ bây giờ đến hết game luôn là 95 máu ấy. Đó thì cũng xin chia sẻ với anh em thật lòng thế. Bây giờ thì Hama không có làm bộ môn này nữa rồi, tức là cái kênh của tôi nó không có cái thế lực đối nghịch nữa. Và chính cái điều đấy nó tạo lên cái sự hấp dẫn cho cả hai kênh đấy. Nhiều khi là cái sự đối nghịch đấy nó lại giúp cho cả hai kênh nó đi lên anh em ạ. Cuộc sống này nó là như thế, là cái trải nghiệm của tôi đến rất nhiều lĩnh vực đấy. Tôi lấy ví dụ như là về âm nhạc đấy, ngày trước là có Jack với Sơn Tùng đúng không, thì khi mà cả hai người đối nghịch với nhau ấy, cả hai người đem ra để so sánh với nhau ấy, thì hai người cùng nổi, cả Jack và Sơn Tùng cùng nổi. Nhưng mà khi mà Sơn Tùng vượt hẳn lên ấy, đấy, và Jack chìm hẳn đi sau rất nhiều drama, rất nhiều những cái tai tiếng, thì bây giờ Jack đâu có được so sánh với Sơn Tùng đâu, đúng không? Thì đã không là đối thủ của cái người lớn nhất rồi, thì rõ ràng cái việc mà bị loại ra khỏi cuộc chơi đương nhiên. Đấy, tôi thấy Jack chìm hẳn so với Sơn Tùng. Đấy, thế nên là nhiều khi nhá, nếu mà có những cái kinh lớn ấy, mà nếu mà để được làm cái đối thủ ấy là rất vui ấy. Nhưng mà tôi chỉ sợ là còn không kiểu không xếp được vào cái hàng đối thủ cơ thì nó mới khó. Chứ còn nếu mà đã được gọi là đối thủ rồi thì cực kỳ hay luôn anh em ạ. Nó chính là cái cạnh tranh đấy, cái cạnh tranh, và nó có tính cạnh tranh thì lúc nào nó sẽ hai kênh nó sẽ luôn là phát triển. Phải đổi mới về mặt nội dung đó. Nên là từ khi mà Hama nghỉ ấy, thì tôi nói thật với anh em là tôi không hề vui tí nào. Đây rồi, ui rồi, ra được đủ 6 gia man rồi anh em ạ. Quá tuyệt vời. Thôi xong rồi, trò chơi này là của tôi rồi. Tưởng như nào chứ như này thì dễ quá. 6 gia man rồi thì các bạn chết hết, đỡ làm sao được. Mạnh nhất là 6 gia man thì bây giờ nó đã ra. Ui rồi, bây giờ bộ này mạnh lắm anh em ạ. Thôi rồi, đấy, thì mạnh rồi thì chúng ta lại chia tâm sự tiếp. Cái clip ngày hôm nay tôi muốn dành ra để tâm sự với anh em, bởi vì tôi thấy dạo gần đây cũng có rất nhiều anh em fan kênh của tôi cũng quay trở lại. Đấy, cũng xem lại kênh. Nhưng mà tôi thấy cái lượng view nó vẫn không được như xưa. Đấy, mặc dù anh em vẫn yêu quý tôi. Đó. Nhà tôi có rất nhiều cái thứ lăn tăn, và tôi cũng xin chia sẻ tâm sự thật lòng với anh em là từ khi Hama nghỉ ấy, là tôi rất buồn, vì tôi mất đi cái người đối nghịch, cái đối thủ ở trên kênh. Đấy, đó là cái sự buồn, chứ không hề vui tí nào anh em ạ. Rất là buồn đấy. Hama chuyển sang bộ môn khác thì anh em cũng biết là tại sao. Chắc chắn là nó liên quan đến vấn đề về thu nhập, về cái thu nhập ở YouTube rồi. Đó. Khi cái lượng view giảm,
Tôi thấy là cái đợt đấy Hama cũng khoảng 3.000, 4.000 mà Hama đã bắt đầu nghỉ ở đấy anh em ạ. Đó. Thế nên là tôi phải chia sẻ thật với anh em là tôi thì tôi vẫn cứ làm thôi. Tôi vẫn cứ làm, khi mà có người quan tâm thì tôi vẫn cứ làm. Đấy, nhưng mà tôi cũng chỉ làm, tôi cũng chỉ cố gắng làm đến khi nào mà không còn ai quan tâm nữa. Đấy, thì bây giờ tôi cần phải biết được xem là có thực sự là bây giờ là do tôi làm kém đi. Cái việc làm kém đi thì chúng ta có thể cải thiện được bằng những cái sự góp ý. Cái kênh này thì luôn là chiều theo fan. Đấy, fan kênh lúc nào tôi cũng chiều theo fan mà. Chủ yếu là đáp ứng thị hiếu của fan thôi. Đấy, anh em thích tôi trẻ trâu, tôi trẻ trâu. Anh em thích tôi cáu bẩn, tôi cáu bẩn. Anh em thích tôi nói nhỏ nhẹ, tôi nói nhỏ nhẹ. Rất chiều fan luôn. Đấy, nghĩ đi nghĩ lại, tất cả cũng là chiều theo thị hiếu. Thị hiếu của mọi người. Anh em thích có một cái clip vui tươi, sống động thì tôi sẽ cố gắng vui tươi, sống động. Anh em thích trầm một chút thì tôi có trầm. Đấy. Nhưng mà chủ yếu vẫn là vui. Bởi vì là làm sao, kênh thì đặt nhiều cái yếu tố về giải trí. Giải trí là chính. Anh em đi làm, anh em mệt mỏi thì về xem kênh của tôi thì giải trí là chính. Nghe giọng nói có một chút gì đấy nó gọi là gì, nó hơi có một chút gì đấy, nó hơi sống động. Tôi cũng chưa tìm ra một cái từ chính xác, nhưng mà nó có một chút gì đấy mà nó có sức sống một chút, truyền tải thông điệp là vui vẻ chứ còn không có quá mệt. Mặc dù là tôi làm việc thì tôi có những cái lúc mà tôi khá là mệt, nhưng mà tôi vẫn cố gắng truyền tải là vui vẻ. Tôi nghĩ là sẽ đổi đủ cam luôn. Ok. Quá tuyệt vời luôn, cái hack anh em ạ. Cái tầm này ấy thì bây giờ là đủ 6 Saman rồi, có lên được 11 hay không thì lên thôi, chứ còn cái tầm này thì bây giờ full 2 sao là vô địch. Đấy, thậm chí là tôi có thể là lên được 3 sao cũng vẫn rất là ok. Lóc lại. Còn là 9 giây thôi, không kịp anh em ạ. Rao sau luôn tiếp. Cái con Lava Saman ấy mà nó lên được 2 sao thì tôi sẽ có slot để nhét cái con Storm Saman vào. Đây là cái bộ Hunter meta này, nhưng mà làm sao mà đỡ được 6 Saman anh em. Không bao giờ đỡ được. Cái bộ này nó là bây giờ nó là mạnh nhất ở trong meta rồi. Có lên được hay không thôi. Trời ơi, đẩy 30 máu luôn kìa. Rồi. Bỏ cái này ra. Như này ngon hơn này anh em này. Bỏ bố cái cọc ra nhỉ. Cần quá hay cọc. Như này là có thêm một con Storm Saman nữa đấy. Bởi vì chúng ta có mèo trong đội hình mà. Ok. Quá tuyệt vời. Vớ vẩn tí nữa lên 11 là tôi, thậm chí là tôi còn kẹp thêm được một con Saman nữa cơ. Cứ càng nhiều Saman càng tốt thôi. Đẩy bây giờ có khi là mỗi nhà mà gặp tôi là sẽ bị đẩy hơn 20 đến 30 màu đấy. Không ít đâu. Bộ này bây giờ là tối thượng rồi. Lên được cái mắc binh rồi. Bây giờ chơi là thậm chí là mấy con mết nó chỉ kích hệ thôi, chứ còn nó cũng chả có quan trọng đâu. Con già thậm chí là chỉ cần một lần phọt trưởng thôi. Ui dồi ôi anh em nhìn kìa. Ui dồi đi luôn ạ. 41 máu. Đấy tôi nói với anh em rồi. Tôi nói 30 máu là tôi còn nói nhẹ nhàng đấy. Quá đáng sợ luôn anh em ạ. Đổi một đồ tím nhá. Đổi đồ tím đi. Hay đồ cam. Đồ cam thì vứt cái giáp thép. À giáp băng. Kiếm cái xung kích không? Xung kích đồ cam thì thôi, cũng chả cần lắm. Bây giờ tôi cần kiếm mấy cái món đồ tím. Đây rồi. RO quá tuyệt vời luôn. Chơi này cho con già lên 3 nha anh em nhá. Ôi trời, hai quả trứng rồi. Thiếu một chút nữa thôi. Già 3. Già 3 xong còn 6 Saman nữa. Ui dồi ôi, tối thượng quá nhỉ anh em nhỉ. Chưa bao giờ gặp cái đội hình tối thượng đến như thế này.
liệu rằng chúng ta có thể lên được 11 không. 11 nữa là chúng ta thậm chí là còn kẹp được thêm 2 con Sama nữa. Anh em nhìn kìa. Trời ơi, lần này thì mất bao nhiêu máu đây. Trông to lắm anh em ạ. 45 máu luôn. Quá dã man. Không được rồi. Đối thủ chết trước khi tôi có thể lên được 11. Không thể được rồi. Thằng kia nó cũng đã phải sang xem là tôi đang làm cái gì mà khủng khiếp đến như vậy. Thực ra chả có gì đâu, chỉ là 6 Saman thôi mà. Đấy. Sau khi tâm sự với anh em một thôi một hồi thì chúng ta bây giờ nó quá tối thượng rồi. Rồi. Lên được 2 sao là bỏ luôn. Greater không phải đối. Ui, ra lại đi luôn à? Ta lại đi luôn là chắc rồi anh em ơi. Thế thì thôi xong rồi. 29 round kết thúc trận đấu anh em ạ. Trời ơi. Thôi nói chung là hôm nay tâm sự với anh em nhẹ nhàng như thế anh em nhá. Anh em có gì mà anh em nhắn nhủ với tôi thì anh em hãy để lại dưới phần comment. Thực sự là cũng có rất nhiều cái thứ mà đáng phải suy ngẫm đấy anh em. Rồi ok, anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái anh em nhá. Cũng là đấm sấp mặt bộ Hunter nhưng mà chơi 5 rồng 9 mét. Cực kỳ hay khi mà kết hợp với cái con tướng mới, con 4 tiền đó anh em. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một con Doom nó rơi vào tầm vũ trụ nha anh em nhá. Đấm một phát chết một con. Tưởng chừng như là đã vô địch nhưng không, có một kết rất là bất ngờ. Anh em xem thì hay lắm. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.